Thưa quý vị và các bạn, đếm ngược lại thì hôm nay chỉ còn 5 ngày nữa thôi thì giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019 sẽ chính thức được khởi tranh. Lúc này thì các cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đang rất tích cực để tập luyện để có thể có được sự khởi đầu hoàn hảo. Một trong những mối quan tâm hàng đầu của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trong những ngày vừa qua chính là vấn đề thể lực. Khi những trận đấu kéo dài ở giải vô địch bóng chuyền nữ U23 châu Á đã bào mòn không ít thể lực của các tuyển thủ. Chính vì lý do đó, trong những ngày vừa qua, ban huấn luyện đã tích cực đưa ra các buổi tập vật lý trị liệu để giúp các cầu thủ hồi phục sức khỏe một cách nhanh nhất. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có hai trường hợp đáng lưu tâm là Dương Thị Hên và chuyền hai Đoàn Lâm Anh vẫn còn đang chấn thương nhẹ. Các vận động viên còn lại đều có trạng thái thể lực tốt. Bên cạnh đó, ở các buổi tập vừa qua, bên cạnh các bài tập thể lực, ban huấn luyện của đội tuyển cũng đưa ra các bài tập chiến thuật để các vận động viên có thời gian rèn giũa, qua đó có sự tự tin trước khi bước vào giải đấu quan trọng sắp tới. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung tại Hà Nội trước khi di chuyển tới Quảng Nam vào ngày 1 tháng 8.